Lô chào anh, đây anh coi nha. IC 500W nha, 12V, chạy pin Makita nha. Con này 300W, 12A4 nha. Nhưng mà 24 là khỏe nhất nha. Hiện tại đang tốc ra là khoảng 120 vòng nha, 120 vòng, êm ru, ha, siêu khỏe. Đó. Ok, tiếp test cho anh nha. Test trước khi giao hàng. Về 12V cấp đỏ đen là chạy nha, đỏ đen chỉnh lên là chạy. Bả giữ được 6kg các bạn. Cốt phim 19 nha. Chạy êm ru. Qua giảm tốc, nhông thép. Hàng Made in Japan nha. Con này 1 triệu nha. Cái này là 220, con này 500W là 220. 12V. Đấu nối hoàn chỉnh. 1 triệu 220 nha. Giá bao ship toàn quốc.